này cao cường, đó là đôi Đức Long Thái Bình. Bên phía tay trái trường tài cao cường, đó là đôi Nam Hoài Đức. Hai đội bạn chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hai đội bạn nghe đôi lệnh chống xe đài. Hãy đồng chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hãy đồng bắt đầu. Cố gắng lên nào, Nam Hoài Đức cố gắng lên nào, Long Thái Bình cố gắng lên nào. Hoài Đức mạnh gấp của ngàn Nam Văn Điền, mạnh gấp Thái Bình, mạnh gấp quê lúa. Hãy đồng bắt cố gắng cống hiến đi nào. Hãy đồng bọn tiếp tục.